Hello, chào tất cả bạn nha. Đấy. Rồi, buổi trước chúng ta đã sử dụng giấy bìa, chúng ta cùng nhau chúng ta làm cái bát rồi đúng không ạ? Đấy, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng đến một cái nguyên vật liệu mới, chúng ta cùng nhau chúng ta làm. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ sử dụng đến giấy tái chế được chưa ạ? Đó, đây là giấy tái chế của mình các bạn ạ. À, không có giấy tái chế nào. Mình cứ dùng giấy tái chế này được. Đó, chúng ta sẽ lắp một bộ rác vào. Ta sẽ để hộp đựng rác này. Rồi. Chúng ta sẽ đặt cái bát vào trong đây nhé. Tờ giấy này. Chúng ta chế là giấy, những tờ giấy mà các bạn đã đồ xong rồi, các bạn không dùng nữa được chưa? Nói đi. Cái đơn trần bạc kia em gọi rồi nhá. Còn một cái đơn nữa là cái đơn mà nó gửi cho Zalo ra, cái đơn là nguyên một cái hàng này nhé. Nguyên cái hàng này là chưa gọi được nhé. Với lại mấy cái đơn mà hôm trước nó đặt nó để số điện thoại còn chưa gọi được thì gọi lại lần nữa sẽ được nhé. Chúng ta là xong cho chúng ta cặp đường một tí. Mấy phút nữa thôi. Rồi, chúng ta sẽ vẽ ra như này các bạn nhé. Rồi, sau chúng ta sẽ lấy sữa trong ngăn kéo tủ ấy, tủ hồng ấy. Chúng ta sẽ vẽ ra như này các bạn nhé. Chưa? Đó. Nhìn nhau ta sẽ phát họa, chúng ta vẽ cái bát ra. Đấy. Đó. À, các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Rồi mình sẽ sử dụng kéo mình cắt ra. Ông Vương ở lấy cái gì cho vậy? Đó, nhìn nha, từ chúng ta sẽ xoay kéo chúng ta cắt nha. Đó, chúng ta sẽ cắt viền theo được chưa các bạn? Nhìn nhau từ chúng ta cắt nhá. Đấy. 2 phút nữa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, mình sẽ sử dụng để làm thêm một cái bát nữa. Đây, cái bát vào này. Đó, nhìn nhau từ chúng ta sử dụng bút, chúng ta cắt viền theo. Mình ra cái bát này. Xuống đứng ra xuống ơi. Con lên trên đi, lên trên đi. Ra. Con lên trên đi nào. Đó, nhìn nhá, nó sẽ viền như này các bạn nhé. Chúng ta sẽ vẽ miệng bát này. Đấy. Đáy bát này. Các bạn nhìn thấy chưa? Xuống lên đây mẹ con ơi. Xuống ơi. Đó, chúng ta sử dụng kéo nhé. Đây kéo màu hồng. Mình sẽ cắt ra.
Đây. Bùng ngó con đi số 8 này là xong. Đó, chúng ta sẽ cắt ra. Xui lấy thìa ăn sữa chua con nhá. Vâng chứ. Nó ừ mẹ ừ là hư. Rồi kia bố. Ai chạy chạy uống sữa kìa. Sữa ngon thế nhỉ. Ok, được rồi, đã xong. Đấy, mình đã sử dụng đến giấy tái chế mình làm cái bát các bạn nhé. Đây ạ. Các bạn nhìn rõ chưa ạ? Được rồi, mình xin phép mình sẽ dừng video ở đây nhé. Chú Vương ơi! Mưa này có ánh không? Mưa này có bắn được không?